Namaste. Xin chào mọi người, mình là Thùy Linh, huấn luyện viên yoga của Livan Sport. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người bài tập chữa đau cổ, vai, gáy. Như mọi người đã biết, trong xã hội hiện nay, chúng ta phải làm việc hàng ngày với máy tính, điện thoại hay phải lái xe trong một quãng thời gian rất dài, khiến cho cơ bắp ở vùng này bị căng cứng. Sau một thời gian dài có thể gây nên những bệnh nghiêm trọng hơn như đau nửa đầu, chèn ép dây thần kinh hoặc thoái hóa đốt sống cổ. Vì vậy, ngay từ bây giờ, với 10 đến 20 phút mỗi ngày, chúng ta hãy cố gắng luyện tập để cơ bắp ở vùng này được dẻo dai, máu huyết lưu thông, khiến cho chúng ta được thoải mái, tinh thần minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh. Chúng ta hãy mặc một bộ quần áo thật thoải mái và ngồi lên tấm thảm và cùng luyện tập với Thùy Linh nhé. Trong từng chuyển động, chúng ta cố gắng với kết hợp cùng với hơi thở bụng. Hít vào thật sâu, phình căng bụng lên. Hơi thở vào mang theo năng lượng và oxy đi vào trong cơ thể. Thở hết ra, chúng ta hóp chặt bụng, hạ ngực đẩy hết khí ra ngoài. Hơi thở ra mang theo tạp niệm, độc tố và căng thẳng đi ra ngoài. Thanh lọc cơ thể, thanh lọc tâm trí, trả lại cho tâm hồn sự bình yên và tĩnh lặng, giúp cho chúng ta nâng cao sự tập trung và hiệu quả của động tác. Đầu tiên sẽ là các động tác xoay đầu cổ. Chúng ta giữ cho lưng thẳng, xoay vai. Hít vào thật sâu, phình căng bụng lên. Thở ra từ từ, hóp chặt bụng, hạ ngực đẩy hết khí ra ngoài. Cúi gập đầu về phía trước, cằm về hõm ngực. Cố gắng giữ hai vai cân, thả lỏng cánh tay. Hít thở sâu. Tiếp tục dùng hơi thở bụng. Hít vào thật sâu, phình căng bụng lên. Thở ra từ từ, hóp chặt bụng, cúi gập đầu sâu hơn nữa. Thả lỏng đầu, cổ, hạ thấp hai vai. Cảm nhận sự giãn căng ở phía sau gáy, kéo dọc xuống sống lưng. Sau mỗi hơi thở ra, cố gắng thả lỏng thêm một chút nữa. Dùng hơi thở sâu, cảm nhận cơ thể và vùng giãn căng. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, từ từ ngả đầu ra sau. Giữ nguyên hai vai, thả lỏng đầu cổ. Vẫn tiếp tục hít thở sâu. Dùng hơi thở bụng. Sau mỗi hơi thở ra, cố gắng thả lỏng sâu hơn một chút nữa, cho đến khi chỉ còn cảm nhận được vòm họng và cuống lưỡi. Chúng ta có thể khép hờ đôi mắt, tập trung vào hơi thở sâu. Hít vào, từ từ trở về giữa. Thở ra, hóp chặt bụng, nghiêng đầu sang phải. Giữ nguyên hai vai cân, thả lỏng đầu cổ. Hít thở sâu. Sau mỗi hơi thở ra, hạ thấp đầu và vai trái hơi một chút nữa, để cho đầu và vai kéo giãn cổ về hai phía. Cảm nhận sự giãn căng ở vai trái, kéo dài lên cổ và sau đầu. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, từ từ đổi bên, nghiêng đầu sang trái. Hạ thấp vai phải, thả lỏng đầu sang trái. Giữ ở đây, hít thở sâu. Chúng ta có thể khép hờ đôi mắt, cảm nhận sự giãn căng ở cổ phải, kéo lên sau đầu. Sau mỗi hơi thở ra, cố gắng hạ thấp vai phải hơn một chút nữa. Dùng những hơi thở sâu, cảm nhận vùng căng cứng. Hít vào thật sâu, đưa năng lượng vào vùng căng cứng này. Thở ra, hóp chặt bụng, đẩy hết khí ra ngoài. Loại bỏ sự đau đớn, mệt mỏi. Hít vào, từ từ trở về giữa.
Thở ra, cúi gập đầu về phía trước, cầm về hõm ngực, thả lỏng đầu cổ. Khi đã cảm thấy căng ở phía sau gáy, từ từ xoay tròn từ trái sang phải. Cố gắng mở rộng biên độ vòng tròn xoay. Chậm chậm theo hơi thở. Cảm nhận chúng ta đang kéo xa đầu ra khỏi cổ. Xoay 3 vòng rồi chúng ta từ từ xoay ngược lại. Hít vào từ từ trở về giữa. Nhẹ nhàng mở mắt. Hít vào hai tay lên vươn dài cột sống mở ngực. Thở ra xoay người sang phải, tay trái gối phải, tay phải ra sau, đầu xoay theo vai phải. Chống các ngón tay phải chạm sàn, vặn xoắn cột sống thật chặt. Tìm kiếm sự giãn căng ở cổ trái, kéo lên sau đầu. Giữ ở đây hít thở sâu. Cố gắng nhấn hai đầu gối xuống sàn. Vai nằm ở trên hông. Thả lỏng vai và cánh tay. Tiếp tục giao tiếp với cơ thể bằng những hơi thở sâu. Sau mỗi hơi thở ra, cố gắng đi bộ các ngón tay về bên hông trái nhiều hơn một chút nữa. Tìm kiếm sự giãn căng. Giữ ở đây hít thở sâu. Hít vào, hai tay lên. Vươn dài cột sống mở ngực. Mắt nhìn lên. Và xoay người sang phải trái. Tay phải gối trái, tay trái ra sau, đầu xoay theo vai trái, vặn xoắn sâu. Cố gắng thả lỏng vai. Sau mỗi hơi thở ra, đi bộ các ngón tay về bên hông phải nhiều hơn một chút nữa, vặn xoắn sâu hơn. Cảm nhận sự giãn căng ở cổ phải, kéo lên sau đầu. Dùng những hơi thở sâu, chúng ta mở ra vùng căng cứng ở đây. Hít vào, hai tay lên. Thở ra, tay chắp trước ngực, thả lỏng vai, hít thở điều hòa. Tiếp theo sẽ là động tác giãn cơ đầu, cổ, vai và cơ tách khép bả vai. Hít vào, hai tay lên, vươn dài cột sống, mắt nhìn theo tay, đan hai lòng bàn tay vào nhau đẩy ngược lên trên, mở ngực. Thở ra hóp chặt bụng, cuộn cột sống, tách hai bả vai, hạ hai tay về phía trước, cầm về hõm ngực. Cố gắng đẩy căng hai bàn tay về phía trước. Hít vào lên, mở ngực thẳng lưng. Thở ra hóp bụng, cuộn cột sống, thả lỏng đầu cổ. Hít vào lên, mở ngực, thở ra hóp bụng, cuộn cột sống, cầm về hõm ngực. Cố gắng đẩy căng hai cánh tay về phía trước, đưa rốn về sát cột sống, đẩy căng cột sống về phía sau. Hít vào lên, thở ra xuống. Một lần cuối, hít vào lên. Tiếp theo sẽ là động tác bò mèo. Chúng ta di chuyển về phía trước, hai bàn tay đặt cổ tay nằm ở dưới vai, mở rộng các ngón tay, đầu gối nằm ở dưới hông, duỗi thẳng mu bàn chân áp xuống sàn. Giữ cho cẳng tay vuông góc mặt sàn, lưng thẳng, hít vào võng lưng ngẩng mặt lên, hạ thấp bụng xuống sàn, đẩy ngực về phía hai cánh tay. Thở ra hóp bụng, cuộn cột sống, tách hai bả vai, thả lỏng đầu cổ, rút căng người hơn nữa. Hít vào, võng lưng ngẩng mặt lên.
cố gắng nâng hông cao, hạ thấp bụng. Thở ra hóp bụng, cuộn cuộc sống, tách hai bả vai, thả lỏng đầu cổ. Hít vào lên. Thở ra hóp bụng, cuộn cuộc sống. Hít vào lên. Thở ra hóp bụng, cuộn cuộc sống. Hít vào lên. Mở căng ngực hơn nữa. Thở ra hóp bụng, cuộn cuộc sống. Hít vào lưng thẳng, trở về cái bàn. Động tác cuối cùng trong bài tập hôm nay là động tác xe chỉ luồn kim. Chúng ta về lại tư thế cái bàn. Giữ cho lưng thẳng. Mở rộng các ngón tay và nhấn hai mu bàn chân xuống sàn thật chắc. Cố định phần thân dưới. Hít vào tay trái lên, mắt nhìn theo tay. Cố gắng mở rộng vai trái lên một chút nữa. Thở ra, hóp chặt bụng, hạ vai trái xuống sàn. Tay phải lên cao ra sau. Giữ ở đây hít thở sâu. Sau mỗi hơi thở ra, vặn xoắn, nhấn vai trái xuống sàn, mở vai phải lên một chút nữa. Hít vào chống tay phải dậy, tay trái lên cao. Thở ra hạ tay xuống. Chúng ta đổi bên, mở rộng các ngón tay trái. Hít vào tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra hạ vai phải xuống sàn. Tay trái lên cao, ra sau, mắt nhìn theo tay. Nhấn vai phải xuống sàn, vặn xoắn mở vai trái lên cao một chút nữa. Giữ ở đây hít thở sâu. Chúng ta có thể khép hờ đôi mắt, cảm nhận cuộc sống đang được vặn xoắn. Thở ra tay trái xuống sàn, tay phải lên cao. Vậy là bài tập của chúng ta đến đây đã kết thúc. Hy vọng mọi người đã có một buổi luyện tập thật sự thoải mái và hiệu quả. Chúng ta hãy cố gắng duy trì luyện tập cùng với sự cảm nhận của cơ thể để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Nếu như sau buổi luyện tập chúng ta có sự thay đổi nào với cơ thể hoặc câu hỏi thắc mắc, chúng ta có thể để lại ở dưới comment. Thùy Linh sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.